Năm 2013, một bộ phim cực kỳ thú vị của Vâu Lơn, điểm đánh giá 8.2, tình tiết như thế này. Ví dụ bạn là một tù nhân, có một cái hộp, khi mở ra, phát hiện ở bên trong có một bản thu nhỏ của nhà giam và bản thân, cái hộp và bạn cùng một vĩ độ không gian. Nói đơn giản, cái hộp này là phòng giam của bạn. Bạn nghĩ bạn có thể thoát được khỏi phòng giam không? Câu chuyện trong phim là như thế này. Nam chính vì phạm tội phải vào tù, bạn tù là một ông già. Lúc nam chính vào phòng giam, ông già vừa bỏ hộp diêm động đậy vào trong ngăn kéo. Hộp diêm động đậy là thứ gì? Đừng gấp, sẽ có câu trả lời sau. Nam chính và ông già chào hỏi lẫn nhau, tiếp tục xem sách không ngó ngàng nam chính. Nam chính cảm thấy chán, thấy trên gường có một chiếc hộp không to không nhỏ bằng gỗ đỏ, vừa muốn mở ông già liền nói: chờ đã, nếu như cậu mở hộp ra cậu sẽ hối hận đấy. Nam chính nghe liền không vui, nghĩ, tôi đã ở trong phòng giam rồi còn có thể tệ đến mức nào chứ. Tôi lại muốn xem, trong hộp này có gì khiến tôi phải hối hận. Khi mở hộp ra, ở trong có một mô hình phòng giam thu nhỏ, y như phòng giam của mình, ông già làm cái này cũng tốt quá chứ. Ông già không để ý nam chính, lúc nam chính đưa tay vào hộp, điều thú vị đến rồi, cùng lúc đó trong phòng giam xuất hiện bàn tay lớn. Nam chính bị dọa chết khiếp, để hộp dưới đất. Mở hộp ra nghiên cứu kỹ, nắp hộp mở ra trên trần nhà cũng mở ra rồi. Thì ra cái hộp là phòng giam của chính mình. Hai người nhỏ bên trong, một là ông già một là mình. Hơn nữa có thể tự chạm vào bản thân mình. Nam chính có một suy nghĩ. Nếu như thoát khỏi hộp thì có thể thoát khỏi phòng giam rồi. Nam chính đi về bàn ở góc nói với ông già: này ông giúp tôi mở hộp ra nhé. Ông già không nói gì, đi đến và mở nắp hộp. Trần phòng giam của mở ra. Nam chính liền leo tường ra ngoài. Lúc đi còn tạm biệt ông già. Lúc này trong hộp có một người tí hon trèo ra. Ông già dùng hộp diêm chặn người tí hon lại. Nam chính bị giam trong hộp diêm. Ông già để hộp về giường, bản thân về ghế ngồi. Đó là hình ảnh lúc bắt đầu phim. Ông già vừa bỏ hộp diêm động đậy vào trong ngăn kéo. Xem tình hình trong ngăn kéo, nam chính không phải người đầu tiên chạy ra khỏi hộp. Đóng ngăn kéo lại, ông già nghiêng đầu nói: cho tù nhân kế tiếp vào. Phim đến đây kết thúc. Dù bộ phim ngắn, nhưng cũng khiến người xem suy nghĩ về lại câu hỏi lúc mở đầu. Nếu đổi lại là bạn, bạn có trốn thoát khỏi nhà giam không? Đáp án là chạy không thoát. Dù không có ông già, phòng giam cũng là vòng lặp chết chóc. Dù chạy ra sao cũng ở trong phòng giam. Dù đoạn phim có giả tưởng, thật chất nói về bản chất con người. Đạo lý của bộ phim là: nam chính là một tù nhân, lâm vào vực thẳm khó khăn của đời người, vì hiếu kỳ mà mở chiếc hộp Pandora, phát hiện một con đường có thể thoát khỏi nhà giam. Nam chính cũng không nghĩ bên ngoài hộp là gì. Xem góc nhìn của nam chính, ngồi dưới đất ngước đầu xem bên ngoài, chỉ xem được tường ở trên. Vì muốn nhanh chóng trốn thoát, không suy nghĩ kỹ mà tưởng rằng thoát khỏi hộp thì sẽ thoát khỏi nhà giam. Ông già cũng là một bộ phận của vòng lặp chết chóc. Lúc nam chính chạy ra khỏi hộp, ông già cũng ở trong phòng giam, chờ đợi anh ta. Không phải là tự do, đó chính là hộp diêm. Như con người trong cuộc sống, khi gặp điều không vui trong cuộc sống và công việc, giống như lúc con người bị rơi vào vực thẳm khó khăn. Khi con người gặp khó khăn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khó khăn. Mong muốn nhanh chóng thoát khỏi lại khiến gặp thêm khó khăn. Không suy nghĩ kỹ chỉ muốn theo đường tắt, chỉ trồng thêm một vòng khốn khó nữa. Như vậy sẽ rơi vào vòng lặp chết chóc, mù quáng khiến khó khăn trồng khó khăn. Cho nên khi gặp khó khăn, quan trọng nhất là tâm thức phải tốt. Đối diện sự thật, tư duy lý tính tìm được thoát mới là phương pháp thoát khỏi khó khăn. Cho tù nhân kế tiếp vào. Hôm nay câu chuyện chỉ đến đây thôi.